Chào mừng các em đã đến với tiết học của ngày hôm nay. Các em có thể biết được hôm nay là thứ mấy, ngày tháng năm nào là do xem thông tin trên tờ lịch. Nhưng trên tờ lịch có ghi hai ngày khác nhau. Ở góc phải tờ lịch còn ghi thêm như ngày Quý Sửu, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Vì sao lại như vậy? Việc xác định thời gian là một trong những yêu cầu bắt buộc của khoa học lịch sử. Từ xa xưa, người ta đã rất quan tâm và phát minh ra nhiều cách tính thời gian như đồng hồ, lịch, xem mặt trời, mặt trăng. Tại sao lại có nhiều cách tính thời gian khác nhau? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay. Bài 2: Thời gian trong lịch sử. Trong bài 2, các bạn chúng ta có hai nội dung lớn. Nội dung thứ nhất, các bạn sẽ tìm hiểu về âm lịch, dương lịch. Và nội dung thứ hai, các bạn sẽ cùng tìm hiểu về cách tính thời gian. Bắt đầu một La Mã, âm lịch, dương lịch. Theo em, khi tìm hiểu lịch sử, việc xác định thời gian có quan trọng hay không? Và vì sao? Việc xác định thời gian là nguyên tắc cơ bản để biết và học lịch sử. Vì khi các bạn muốn dựng lại lịch sử, thì các bạn phải biết cách sắp xếp tất cả các sự kiện trong quá khứ theo diễn biến thời gian. Sau đây là sơ đồ thời gian các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc. Năm 40 là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Năm 248, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Năm 542, cuộc khởi nghĩa Ly Bí. Năm 938 là cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền và chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Vậy em có biết người xưa đã tính được thời gian dựa vào những yếu tố nào hay không? Người xưa đã quan sát, đã tính thời gian bắt đầu từ sự phân biệt sáng tối, ngày đêm trên cơ sở quan sát, tính toán quy luật di chuyển của mặt trăng, mặt trời từ trái đất và sáng tạo ra lịch. Vậy thì cách tính âm lịch và dương lịch của người xưa như thế nào nhỉ? Âm lịch là cách tính dựa vào sự chuyển động của mặt trăng quay quanh trái đất. Thời gian mặt trăng chuyển động hết một vòng quanh trái đất là một tháng. Còn dương lịch là cách tính thời gian theo chu kỳ trái đất quay xung quanh mặt trời. Thời gian trái đất chuyển động hết một vòng quanh mặt trời được tính là một năm. Một năm dương lịch gồm có 365 ngày. Nếu như chúng ta gặp năm nhuận thì sẽ có 366 ngày. 4 năm sẽ có một năm nhuận. Các em tiến hành ghi bài phần 1 La Mã. Câu đồng dao, 15 trăng nấu, 16 trăng treo, thể hiện cách tính của người xưa theo âm lịch hay dương lịch? Ý nghĩa của hai câu đồng dao, từ ngày 10 trở đi, tính theo lịch âm, trăng bắt đầu tỏ, hay còn gọi là trăng nấu, nhìn rõ, và ngày 16 là trăng tròn nhất, còn gọi là trăng treo. Hai câu đồng dao miêu tả mặt trăng từ ngày 10 đến ngày 16 mỗi tháng âm lịch. Đây là hình ảnh trăng treo lung linh trên bầu trời cố đô Huế. Nhìn vào hình ảnh này, các bạn cũng có thể đoán được thời gian.
đây chính là vào ngày trăng tròn nhất, đó tính là từ ngày 10 cho đến ngày 16 mỗi tháng âm lịch. Sau đây các bạn sẽ qua phần 2 La Mã, cách tính thời gian. Em có biết các nước trên thế giới hiện nay đang sử dụng dương lịch hay âm lịch không? Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa theo cách tính thời gian của dương lịch, còn gọi là công lịch. Hiện nay ở Việt Nam, công lịch được dùng chính thức trong văn bản của nhà nước. Tuy nhiên, âm lịch vẫn được sử dụng rộng rãi trong nhân dân. Ví dụ, chúng ta đón Tết cổ truyền được tính theo âm lịch. Ngày giỗ tổ Hùng Vương được tính vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Vậy thì nhìn vào tờ lịch trên, các bạn có thể đoán được ngày dương lịch là ngày nào không? Đó chính là ngày 2 tháng 9 năm 2021 và âm lịch chính là ngày 26 tháng 7 năm Tân Sửu. Vì sao trên thế giới cần một thứ lịch chung? Bởi vì trên thế giới cần một thứ lịch chung do xã hội loài người ngày càng phát triển, sự giao lưu giữa các nước, các dân tộc ngày càng được mở rộng, cần có nhu cầu thống nhất về cách tính thời gian. Dựa vào bảng thời gian cô đã cho ở dưới, các bạn hãy giải thích các khái niệm trước công nguyên, thập kỷ, thế kỷ và thiên niên kỷ. Công nguyên lấy năm tương truyền Chúa Giê-xu ra đời làm năm đầu tiên của công nguyên. Trước năm đó là trước công nguyên, viết tắt là TCN. Vậy trên bảng thời gian như thế thì các bạn chúng ta có thể thấy đây chính là năm đầu tiên của công nguyên, năm tương truyền Chúa Giê-xu ra đời. Những năm trước đó được gọi là trước công nguyên, gồm có năm 179 trước công nguyên, năm 111 trước công nguyên. Những năm sau đó là năm công nguyên, như năm 544, năm 938. Vậy thì thập kỷ được chỉ cho 10 năm, thế kỷ được gọi là 100 năm và thiên niên kỷ được gọi là 1000 năm. Các bạn sẽ có thời gian ghi nội dung phần 2 La Mã vào tập. Sau đây cô có một bài tập vận dụng. Câu đầu tiên, em hãy xác định từ thời điểm xảy ra các sự kiện ghi trên sơ đồ bên dưới đến hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỷ, bao nhiêu thế kỷ. Các bạn chúng ta hãy nhìn vào sơ đồ thời gian một số cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc cô cho dưới đây. Các bạn sẽ xác định thời điểm xảy ra các sự kiện là sự kiện khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, sự kiện khởi nghĩa Bà Triệu năm 248 và khởi nghĩa Lý Bí năm 542.
chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 đến hiện tại, thì hiện tại chúng ta đang là năm 2021. Các bạn chúng ta sẽ tính khoảng cách từ năm 40, năm 248, năm 542, năm 938 đến năm 2021 là bao nhiêu năm. Và sau đó các bạn hãy tính cho cô những năm đó thì là bao nhiêu thập kỷ, bao nhiêu thế kỷ. Bài tập thứ hai, các bạn hãy cho biết những ngày lễ quan trọng của Việt Nam sau dựa theo loại lịch nào: Dỗ Tổ Hùng Vương, Tết Nguyên Đán, Ngày Quốc Khánh. Có nghĩa là trong những ngày lễ quan trọng của Việt Nam thì ngày nào được dựa vào loại âm lịch, ngày lễ nào được dựa vào dương lịch. Và câu hỏi thứ ba, theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày tháng năm âm lịch, có nên chỉ ghi một loại lịch là dương lịch hay không? Vậy thì ba câu hỏi trên các bạn chúng ta sẽ tiến hành làm bài và các bạn sẽ ghi vào trong tập nhé. Tiết sau, cô sẽ kiểm tra phần làm bài tập của các bạn. Hướng dẫn về nhà. Lưu ý thứ nhất, các bạn chép bài vào trong tập. Nội dung thứ hai, các bạn sẽ làm bài tập vận dụng và chúng ta sẽ đọc trước bài 3, nguồn gốc loài người. Cô chào các em.